Trong tổng số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, có khoảng 47.000 thí sinh tự do. Đây là con số tăng mạnh do đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, đề thi sẽ được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với nhiều nội dung mới, yêu cầu mới. Trong số hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ 37% chọn bài thi khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Có tới 63% chọn bài thi khoa học xã hội như lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, cao nhất 7 năm qua. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7. Nếu thắc mắc về kết quả, thí sinh có 10 ngày để làm đơn phúc khảo.